Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Chỉ Trong Gaming của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ lại chiến tập cùng mình từ game ARK Survival Evolved Mod Primordial. Hôm nay chúng ta sẽ lại đi bắt tiếp tục những cái con mới nữa nha các bạn. Tập trước thì có bạn kêu mình là đi tem thêm con Ferox nè, con khỉ gì đó, Mega Predator đó. Để chút nữa mình scan thử ở trên cái mod tìm thú coi, coi mình có kiếm ra được cái con đó hay không. Có thì bắt, còn nếu không có thì mình kiếm con khác mình bắt đỡ lận. Bao giờ mà mình kiếm ra được rồi mình xóa thú đi. Khi nào mà nó được spawn ra rồi mình đi tem vậy nha. Trước khi lên đường thì các bạn dành ra vài giây kéo xuống dưới clip, like và đăng kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, các bạn thấy cái tướng mình nằm chiêu các bạn. Coi nè. Nói chung là nhà mình xây chưa có xong đâu. Chỉ mới xây sơ sơ à. Mà xây nhiều quá nó kiểu bị lắc đó các bạn. Không chịu nổi đâu, mình cứ xây tàn tàn thôi. Uầy, tướng nằm đây bạn nhìn nằm trên cỏ nhưng mà nó hơi lạ tí, không có gì chống với nhà mình vẫn nằm được nè, đỉnh không? Ảo thật đấy. Rồi, qua lại vấn đề chính nè. Vô. Mình đang định gọi là lát thêm cái nền ở đây cho cái chỗ này nó rộng rộng ra. Đặng để thú các bạn ạ. À. Đây. Tính để thú dưới đây nè, nhìn cho nó vip vip tí. Nhưng mà mình lát chưa có đủ mới để có sơ sơ thôi. Đây, cho mấy con này nó đứng dưới trên đây đi, không sợ rớt. Hồi nữa chắc là mình sẽ lợp thêm rộng rộng ra phía ngoài kia. Đó, xong rồi cho mấy cái con nào mà mình hay xài để đứng dưới đây khỏe. Rồi mới cất nó. Ơi! Trời, cái con này nó phóng như cái máy điện vậy trời, hươu cô cổ này. Chết đòn. Rồi, à khoan từ từ. Không biết còn đủ cái bồ không ta? Cái bồ Celestial làm chục cái đi. Ừ, được luôn. Cái lông chim này là vừa đủ luôn ấy. Mình chưa có đi farm thêm đâu. Tập trước là có bao nhiêu là để nguyên sang tập này là mình đi chế tạo và mình đi đi bắt thêm đấy. Có thú đi bộ gọi là cũng có đam rồi nè, còn Thylacoleo, thú bay thì có con Celestial Argentavis, có con hươu đam cũng to. Therry cũng ok luôn. Bắt thêm mớ con Celestial nữa, sau đấy mình chuyển xe mình bắt con Demonic đi. Demonic nó có skill đốt lửa. Ôi, mấy con boss mà dính mấy cái skill đốt lửa là rút máu hơi bị kinh luôn. Đây, cái con mà hồi trước mình hay bắt dùng nó để đánh boss nhất đó là con Demonic Tony Dragon đó. Con nó sau này tiến hóa lên Fallen. Uầy, đốt máu boss thì vãi chưởng luôn. Xài skill phóng trăm á, chiu cái mùa con boss mấy trăm triệu hình như là chết luôn á, mạnh vãi nồi. Đây rồi, để xem nó spawn ra thêm con Celestial gì mới mới không ta. Coi nào, Therry nè, Spino nè, Rex, Fire Wyvern, Rock Ray, rồng leo đá. Argentavis nè, Thylacoleo. Có con Riffin luôn. Ơi, Riffin thì ngon ta. Riffin với lại Ferox là mình định bắt trong tập này nè, hai con Dipyr với lại Seeker Baryonyx nữa. Wow, nhưng mà Riffin này không biết ngon không ta. Riffin này mình không nhớ là có chiêu gì nữa ta. Nhưng mà chắc là sẽ đi bắt con Riffin với lại bắt con Ferox ở trong tập này đấy. Mỗi con level 506, còn con kia level 580. Đi bắt con Riffin trước đi. Riffin có vẻ ngon này. Ôi, mình thì mình vẫn khoái con Rim Riffin nhá. Con đó thì chưa có spawn ra. Con đó hình như là phải giết con gì ấy, nó mới spawn ra được. Wow, tắm đi vậy. Sau này có cái con Riffin robot mà viết hơn nữa cơ, cái con nó tên là cái gì á, Bacon Overlord à, phải không ta?
Nhưng mà cái con đó là phải đánh mấy cái con boss ở trong kia nó mới có xác suất spawn ra. Ui, Crystal Fire Wyvern nè. Bắn kiểu nó luôn. Dễ đó. Con nó level hơi thấp. Chưa có con level 700 cơ. Nhưng mà lúc đấy mình xóa thú đi hết trơn rồi, không có tem con đó. Ui, Manticore kìa không? Sao thấy con Manticore nó bị đứng im. Remo Manticore. Wow. Dữ vậy. Alpha Lightning level 700. Ôi level 700 gì mà nó không mắc level ha. Manticore thường nè. Con này giết nó để lấy được cái boss Essence. Đây rồi. Celestial Griffin. Hello guys. Nó có chiêu gì không nhỉ? Xíu. Đây rồi. Lụm. Có thêm một con VIP nữa. Con này ăn bao nhiêu? 5 kiếp bồ à. Đây khoảng tầm gần level 600 là ăn 5 cái. Dễ tính. Có vẻ như con này là mạnh đây. Mà mình không nhớ cái con Griffin này nó sẽ xài cái skill gì nữa. Cũng là bắn trưởng giống mấy con kia hay sao ta. Đấy. Bắt trước kìa đã. Về, về làm cái yên coi. Không nhờ. Griffin à. Griffin này có yên không ta? Fable đây có 1000 da. Ái chà. Griffin. Khoan khoan khoan, từ từ. Để mình muốn test thử coi nếu như mà con Remo nó mang yên của Eternal thì mang được không nhỉ? Test trước rồi đã. Ascendant Apex Griffin Armor. Nếu như mà không được thì mình phải chế cái yên của cái bàn Remo. Coi thử mang được không ta. Không được à. Tưởng mod Eternal gắn được cho mod Remo thì có vẻ là hơi bá. Tại vì cái yên này nó chế không khó mà nó nâng cấp lên giáp rất là trâu. Đâu rồi? Treo. Đây, Celestial Griffin Armor. Vậy là cái này là chỉ mặc cho con mấy con Griffin hay là gì đó thôi. Infernal Bacon Overlord. Đây, một cái yên thêm được 100 giáp. Hơi bị khỏe luôn. Rồi còn không thích thì mình gắn cái yên rồng này nè. Rồng này là mang được cho tất cả các con luôn các bạn. 300 mấy giáp. Rồi, test skill lại coi. Lâu quá không chơi, không nhớ skill con này là cái gì luôn. Phải thế coi. Phun lửa nè. Khó trúng nhờ. Xê. Ê à. À nhớ rồi, cái con quỷ này nó xài cái skill chuột phải của nó cắm bay. Trời ơi, khó chịu. Chịu phải cả nồi.
tôi nói mấy con divide nhiều dữ rồi trời. I do. Con divide này nó quấn chết chinh thú à. Vãi họ. Giáp trâu thế rồi mà vẫn bị nó phun chết rồi. Mạo thế đấy. Chó này. Là khó chịu. Ủa mới đánh có mấy cái gần full level luôn kìa. Nhanh như đời tới. Ê! Quần gì đây? Có con này ở đây. Spectral Wyvern. Ôi. Lờ mèo, lờ mèo, lờ mèo, lờ mèo, lờ mèo. Bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn. Tí nữa quả tới rồi. May là mấy cái con mình nó khỏe đó chứ. Ô, dưới kia mình đánh mấy con divide cái nó xâm ra con Spectral luôn kìa. Rồng tàng hình luôn men. Bắt thôi. Cái vời 600 lượng. Không thể bỏ lỡ được. Đấy, bắt nó trước lấy lợi thế rồi tí mình test sau. Ok. Trèo qua đất. Được, cắt đi. Thêm hồi nãy là 4 điểm, bây giờ thêm 250 điểm máu cho nó. 254 điểm đam. Con này bay nhanh cho ta để mình tăng thêm speed cơ. Là sẽ tăng thêm một ít speed cho nó. Ui giời ơi. Mày. Nãy mày cắn tao à. Cho mày chết. Với cái gì mà rồng nhóc. Ui. Kamehameha. Cắm bay hết luôn mà. Có ui con robot này đẹp vậy. Các bạn nhìn cái màu nó kìa. Wow. Màu đẹp thiệt, nhưng mà level hơi thấp cho nên là giết nó thôi. Giết nó, giết nó. Bây giờ mà ra được con level cao rồi bắt. Ow. Chiêu này bắn quái cả hò. Chưa thấy con Alpha Griffin nhờ. Rồng ra liên tục, rồng ra liên tục. Đây, rồng rồng Alpha chết ra rồng Rim, rồng Rim chết ra rồng Divide. Ây chà. Còn có con Chike Robot nữa bạn. Rồi đi. Con Divide mà chết thì ra con Spectral thì phải. Robot Chike. Con này tác dụng của nó để làm cái gì ta? Không biết là máu trâu đam to gì không. Hệ robot.
Con này hình như là nãy con nào chết đó nó mới spawn ra cái con này. Chi ke này, VIP nhỉ. Bionic. Bionic S. Rồi. Để mình bắt nó luôn đi. Cứ thấy con gì lạ lạ là bắt. Đem chưa nhỉ? Chưa. Rồi, ok. Mắc đem dừa. Dừa nhưng mà dừa kia như mình để nhà hết trơn rồi. Thôi xong. Thế thì chịu rồi. Thôi, lúc khác bắt vậy. Về đây. Tập này đi quẩy tiếp con Rick Finn với lại bắt thêm một con nữa. Riffin 219 triệu máu, 110.000 dam. Con này hiện tại thì mình chưa có tiến hóa được nha các bạn. Bao giờ mình đánh xong cái con boss đó có được cái đồ tiến hóa đó thì mình tiến hóa lên thêm. Được khả năng lượng của nó, coi xem lượng đâu. Cái này tác nó có được thêm đam không nhỉ? Mình cũng không chắc là sẽ thêm đam được, nhưng mà cứ thử thôi. Ui da, trời, nó lắc à. Khó chịu. Sáu triệu đam các bạn ạ. Còn đánh thường với một con thôi. Như vậy là nó vẫn tăng nha. Nó tăng đam chưa? Từ 1 triệu rưỡi lên 6 triệu mấy luôn kìa. Ủa chứ. Rồi, quả này bay gọi là hơi lắc. Stamina dữ vậy bro. Mới bay con xíu hết stamina man. Phun lửa coi bao nhiêu đam. 410 mấy nghìn. Ôi tùy con rồi. Xa thì ít đam hơn à. C coi. Sáu chú ít coi, chú Q, chú R, control hết rồi. Ui nó chỉ có một cái chiêu chữa Kamayoko đó à. Hết rồi đấy các bạn. Ui, con này, ui con này hao stamina vãi nọ, hao stamina lắm luôn á. Mới lượng lượng con tí. Ủa mình lượng hay là do mình bắn trưởng Kame ta? Thử một cục là bao nhiêu mất bao nhiêu stamina. Ô, con này hình như trưởng không mất nhiều đâu, chủ yếu là bay lượng này cơ, nó tốn stamina.
Cái này mà mình chưa nổ thôi mà đã trừ stamina như thế rồi. Control C nè. Nổ lên mà đánh bao nhiêu đam đây? 9.2 triệu. Lướt có mấy cái hết stamina rồi. Rồi công nhận khỏe. Được đấy. Rồi về thôi, về thôi. Giờ mình sẽ đi bắt thêm một con hệ Celestial nữa. Thú bay giờ là phải có thú đi bộ. Mình sẽ đi bắt con Ferox. Còn hết mấy cái đồ nữa nha. Ferox bức phòng đây. Celestial. Get go. Đảo xương. Tí nữa còn thời gian chưa quá một tiếng thì chắc mình sẽ đi bắt thêm một con nữa. Đi bắt con khỉ nhỉ. Mega Piraket hả? Cho bạn bạn kia. Anh kia mình bắt con đấy. Con này chưa bắt level 600 nhưng mà 580 là ok rồi. Con này ăn có 4 kiếp bồ thôi. Ferox này nó không phải là từ phiên bản nhỏ mà nó thành phiên bản to nhờ. Nếu như mà phiên bản nhỏ thì mình phải đúc cái element cho nó ăn. Và tem từ từ ở đó là cái con Ferox bình thường. Còn con mod. Ôi quỷ này hình như nó chạy nhanh lắm nè. Nó khó điều khiển lắm nhưng mà cái skill của nó càng chạy nhanh sau rồi nó đập một cái một á thì đam to. Nhà mình hình như hết da của hệ Celestial rồi đúng không ta? Hết da rồi thì sẵn tiện mình đi kiếm thêm tí da coi. Có con nào còn gần mình không nhỉ? Ferox. Đây, level 80 nè, mình đi farm. Farm thêm miếng da về chế yên cho con này mới được. Chết rồi. Đó, được hai nghìn mấy da. Đủ luôn. Ủa, cái gì đây? Rudon. Ô, cái con này tuần lọc ông già Noel. Lâu rồi mới thấy nó. Like nè, mày đang cần thêm mấy cái lông chim hả? Lụm luôn, hợp lý. Rồi đổ về làm yên cho nó rồi. Thế thì cho mình xin.
Fair rock chưa học. Fair rock đây. Tới công chuyện liền. Đây rồi. Cho nó một cái yên xịn sò. Chăm giáp. Đi quẩy. Trước tiên mình qua bên sa mạc tí đi, xong rồi chút nữa qua bên đảo xương quẩy cho nó đã. Bên đó mấy con kia farm level nhanh. Ủa, chấm đấm mấy cái con thường trước coi. Tác không nào. 172.000 đam, chút phải coi. 112.000. Hồi nãy nó gõ 112 xong rồi các bạn thấy nó chạy đà nè, xong các bạn bấm chuột phải nó gõ một cái nè, đam nó cao hơn thấy không. Con này chạy càng nhanh, sau đó các bạn dùng skill dùng chuột phải á, cái nó nhảy lên đam liền à. Nhưng mà máy mình nó hay bị giật lắm, cho nên là mỗi lần bị khựng lại á, thì nó sẽ bị mất đi cái đòn đánh đam cao đó rồi. Bạn nào mà máy khỏe chơi không bị giật á thì con này xài ngon, chứ mà máy giật giật chúng mình đã chạy một hồi sau là máy nó mất đam liền rồi, khó chịu lắm. Mình nó chạy rồi phải cả nồi các bạn nhỉ. Slow từ 1.000 mà nó đánh lên được 1.000.000 ấy, ấy nhỉ, 100.000 đấy, đánh lên 1.000.000 là các bạn thấy nó nhân cỡ nào rồi đấy, phải trưởng chưa, không không có khinh thường con này được đâu nha. Gõ cái một đam hơi bị to. Thử có là chiêu xe coi. Phun lửa 52.000. Chiêu này chiêu chọi này là nhỏ ra bên nổ vãi à, một quả xong mới làm bùa bùng thêm mấy quả nữa. QR control hết rồi, nó chỉ có nhiêu đó thôi, nó chiêu ít là chiêu chọi. Một cục có nhỏ thành ba cục, cầm thêm mấy cái nữa. Con này như nhảy xa lắm nè, thử bung ngứa cây nó nảy à. Phi phi thần đã nha. Wolverine.
này đang vẫn còn hơi nhỏ, thêm miếng đi, qua kia đánh cho to to một tí. Yêu quá, gặp mấy con kia nó con thú xương nó vả cho nhức hết người. Rồi thì qua đó chơi thử coi. Chịu bạn ơi, máy mình chỉ tới đó thôi, không đỡ nổi lắp mấy nồi ra. Rồi gồng nồi lên rồi, chơi đi. Trời một cái nồi. Nó cái con đô đô wyvern nó bắn xuyên thú à, tức thế nhờ. Hồi nãy cũng bị con rồng dream diving kia nó bắn xuyên thú chết rồi, giờ gặp thêm cứa đô đô wyvern này nữa chứ. Cái mình nè, thứ gì á, một năm tư máu nữa, 109 không, thêm 100 điểm đam. Ôi con này một lần nâng được có 0.1 à, thôi khỏi đi. Con này càng chạy càng nhanh nè, chỉ nâng stamina lên thêm. Mấy bọn này hình như là nó bị hao stamina theo phần trăm cơ, nâng lên thì cũng vậy à. Kệ đi không. Qua chơi tí coi, qua đấm lại con boss. Cơ luôn này. Con này mình chưa tem đâu nha. Đùa với lại Ninja Ruaku. Trời cái một nát người ngay. Xin tí da, xin tí da. Celestial để hồi nó còn làm thêm yên. Ồ cái con này nó có cái thanh quả tim ở bên phải kìa, thấy không? Hình như cái thanh đó mà càng càng cao là các bạn rõ nó đam càng to hay sao á, như vậy. Trời ơi, nữa lại gặp khứa đô đô mày phần này mẹ cay thật sự à. Cái con này mà gì phun chuẩn như ta, mình đã leo núp ở trên lưng của con Ferox vào đấy mẹ, mà nó bắn cục độc cái bụp cái chết rồi. Đam gì đâu mà nó to quỷ tức gì đâu á.
Hoài luôn. Bực mình này, không chơi nó nữa. Quỷ con đồ đồ bên bên đảo này khó chịu thật. Boy xì mày luôn, không chơi với mày nữa. Áo nhìn mấy giáp à. Đổi luôn. Có đẻ. Dọn lại kho đồ tí coi mà nhìn nó hầm bà lằng quá. Ok. Bây giờ để mình sờ thử coi có con khỉ nào không ta, để đi bắt cho bạn ấy, với bạn ấy kêu mình bắt mấy tập rồi mà mình chưa bắt à. Nếu bạn ấy kêu mình bắt con Megapider Cut. Để xem nè. Có một con Alpha level 80. Còn con basic này thì hình như là hơi yếu nè, chắc là mình sẽ đi bắt con alpha đi, thì mình đang muốn nâng cấp lên cái bộ alpha boss mà. Mình không biết là nó tốn bao nhiêu cái bộ để bắt được một con alpha boss đi ta. Artifact mình có đúng một cái à. Hết cái artifact kia rồi. Bây giờ muốn có là phải đi từ artifact có chế được không ta? Cái này chưa unlock. Consume cái này hồi nãy đi giết con artifact để có. Giờ mình bay qua bên chỗ con khỉ coi, nếu như mà một kiếp bò thì mình tem, còn nếu như nó cần thêm nữa thì chắc là phải đi farm. Xanh xanh vậy ta, chưa kịp nhìn nữa. Rồi, cháy cháy đó là mấy cái con quỷ demonic hoặc là con trao. Thì có người donate cho mình dàn máy tính mới nha. Chơi là mượt đét luôn. Mít mượt. Quay clip thả ga không sợ bị lag cho bạn coi. Full 60 fps, 120Hz gì đấy. Ui, con này đúng. Chỉ cần một cái là một cái kiếp bồ là được tem rồi nè bạn. Ôi hợp lý giờ. Nhưng mà kiểu gì hồi nữa chúng ta cũng phải đi đi đánh thêm mấy con boss đấy. Ba triệu ba máu. Ui mình cứ tưởng nó có 33.000 chứ hết hồn. Nó đấm cái mình. Xỉu, ní này xỉu. Ô, gì đây mấy con khỉ con kìa. Ủa mấy con này nó không xỉu quá ta. Chạy ra vô hoài. Cứ te vậy. Nhanh không kìa. Ô mà con này con mèo.
Con mail thì muốn có trứng thì mình phải nhân bản ra một con cái. Ôi, alpha này màu màu bạc luôn mà, đẹp vậy. Wow. Wow. Bình thường mấy con alpha màu đỏ đỏ, con này màu bạc luôn. Mega Pi được kết. Đây, cửa này phải có cái yên này, yên alpha 2. Alpha Mega Pi được kết đủ không ta? Ơi, đủ boss essence luôn nè. Xíu nữa mình phải đi đi làm đồ nhân bản để lấy trứng luôn các bạn ơi. Con này mình test cho vui thôi nha, chứ con này level mặc định nó level thấp á, chứ nó mà level cao thì chắc là mang đi đánh nhau được. Đánh không có 10 17.000 đam thôi à. Đam là hơi bé đúng không? Chelon chôn thả đệ cắn nó, cắn nó mấy con đệ mà xem mình đệ nó cắn ra bao nhiêu đam đây. Wow, đệ nó tàng hình rồi, 1.600. Citadel để làm màu. Nó nhỏ quá không thấy, hay là nó bị tàn hình vậy ta? Có thấy con nào đâu trời. Nhỏ tại đây.
đâu vậy? Tôi biết gì ở đây? Ngồi lên ngay lập tức. Sau này còn bắt có tới con trao, con khỉ này mới mạnh. Bây giờ làm cái lõi thuốc nhân bản để mình lấy thêm trứng nữa. Con này đang là con đực, mình cần phải nhân bản được một con cái lọ breeding đúng không ta? Hay là baby? Lọ thuốc có tên gì nhỉ? Xem lại coi. Hình như là cái này Guest Station với lại một cái Grow lớn tức thì. Ủa gì sẽ kỳ vậy? Ở đây mình có mà sao nó không cho mình? Nó không tính nhờ đấy. Đây combo quỷ diệt. Xin một con cái. Wow, nó là sinh đôi luôn. Và các bạn thấy cái nhiễm sắc thể của nó không phải cái trưởng không? Một con màu trắng có cái vai bị vết thương nè. Đấy, đẻ ra cái con này thì giống nè. Nhưng con này là female. Con này cũng female luôn nhưng mà hai con cái màu nó khác nhau không? Đồ. Ra một cặp cái luôn cho chắc mà được hết nhờ. Rồi vậy là đủ điều kiện lấy trứng rồi. Ôi cái này sắp full trứng rồi vãi. Dã man con ngan. Nhiều trứng quế, nhiều trứng quế. Mình nghĩ như vậy là hơi nhiều rồi đấy. Chắc là sẽ ngưng cho bọn này đẻ thêm đi. Nhiều trứng quá. Bỏ sang đây. Nhưng mà mình sẽ không cho nó ấp nữa. Bạn hôm nay thì vẫn cho nè để mình lấy trứng Megabot. Alpha S. Trứng Silet. Rồi, bây giờ cứ đẻ đó thôi, xong rồi chờ kết quả. Tập sau là chúng ta sẽ có trứng của AlphaBot rồi. Lutiu Ziu.
Đấy, vừa vừa nói xong chưa cần đến tập sau là đã có ngay rồi nè. 8 quả. Có trứng Alpha Boss thì mình sẽ nâng cấp lên được hệ Apex. Apex Boss. Mà cái này thiếu nhiều á, thiếu artifact, thiếu seasonal rồi Boss Essence nè. Hết Boss Essence rồi. Lại phải đi farm rồi. Còn có 11 cái boss Essence nè. Ngày mai trước khi quay clip chắc là mình sẽ cắm đầu mà đi farm trước mớ đã. Để mà còn còn đồ để chế. Còn giờ chắc là mình chắc là sẽ kết thúc cái tập này tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Nếu như mà các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có thêm động lực làm nhiều tập hay hơn cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ thì mình tạm biệt. Chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ và nhiều điều tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bye bye.